Hello, Đức Đoàn xin được mến chào toàn thể các bạn. Trời Hà Nội đã hửng nắng trở lại rồi các bạn ạ. Và các tin tốt là nước sông Hồng đã bắt đầu rút khá nhiều rồi. Mọi việc có vẻ đã cảm thấy là tốt đẹp trở lại rồi. Các đồng bào các vùng cao lũ lụt thì bị ảnh hưởng rất nhiều các bạn ạ. Đó, rất cần sự chung tay ủng hộ của các mạnh thường quân. Đây, xin trở lại với các bạn là cái này là Mazang PM84D của anh Hưng ở Thanh Xuân, Hà Nội, đang bị mất vế các bạn ạ. Đó, và anh muốn là làm và bảo dưỡng lại toàn bộ. Nhìn này là chắc là ở trong là quá bụi bẩn luôn đấy. Đây, chúng ta có thể thấy là bên trong này, đó, các bạn nhìn thấy là kinh khủng khiếp luôn. Bụi mù của thời gian, cái này là mười mấy năm rồi các bạn ạ. Anh bảo anh dùng mười mấy năm rồi, thì bây giờ bắt đầu bị có hiện tượng trục trặc thì mới mang đi sửa và vệ sinh bảo dưỡng lại hết toàn bộ thôi. Đó, bắt đầu đưa em đi lên ghế tình yêu các bạn ạ. Quá bụi bặm luôn. Hà Nội sau những ngày mưa gió bão bùng đã nắng ấm trở lại rồi các bạn ạ. Đây, các bạn có thể thấy là sau khi đưa em Ly lên ghế tình yêu, em dẫy một lúc thì nhìn đã như thế này rồi đây. Đó, lột xác và xinh đẹp mỹ miều hẳn lên rồi. Bây giờ chỉ việc xử lý các bệnh của em nữa là sức khỏe nó ok, là bắt đầu rên rỉ trở lại thôi. Đó, lại bắt đầu phục vụ những cái bản nhạc êm ái cho các anh giai thưởng thức. Các bạn có thể thấy đây là âm ly Mazang 1152. Đó, nhìn ở trong ruột thế này đây, mốc meo hết cả lên thế này, chân đèn thì gì hết. Đó, được cái là sò thì 8 sò sắt, chữ đỏ vẫn còn zin. Âm ly Mazang này là của anh khách ở Hà Nội. Đây, vị này chân đèn cũng gì hết rồi. Đấy, đây là thay hết đèn gì chân ba con này vào rồi. Đó, không còn gì đen xí oxy hóa nữa. Và bên này vệ sinh lại cái mặt này rồi. Đấy, nhìn nó khác hẳn chưa các bạn. Mazang 1152 này là mất vế, nhưng mà thực ra là làm này phải làm tất các bạn ạ. Mất vế và lẹt xẹt nữa.
xử lý từng phần một. Đó, còn phần vỉ dưới gầm xử lý xong rồi, đến cái vỉ công suất này đây. Ngon như thế này. Đấy. Sau đó mới đến cái vỉ này. Đây. Sò nghe vẫn ma răng chữ đỏ đây. Zin hết đây. Đây cái mạch công suất của ma răng này 1152, dòng này làm đây các bạn nhìn linh kiện dày đặc. Đấy. Phía dưới là những cái này là từ nhà sản xuất người ta đã câu như này rồi, chứ không phải là thợ câu kéo, mà đây là zin của nó thế. Đó. Đó. Đức Đoàn đã vẫn sửa cái âm ly này và vệ sinh là hết các bạn ạ. Vệ sinh làm hết bệnh và cân chỉnh lại. Đó. Lúc đầu các bạn nhìn thấy nó bụi bẩn và trông nó khiếp như thế đấy. Tầng tầng lớp lớp. Làm như này nó mới đảm bảo được. Đây. Thì công suất này cũng thế. Mặt thì tháo hẳn ra như này đây. Âm ly 115. Các bạn thân mến, đây là đờn ông PMA 2500 NE. Cái này là của khách ở Hải Phòng. Nhìn rất mới luôn. Mặt mũi sáng sủa vẫn móng lộn. Đó. Nhưng mà bây giờ lại cũng đang diễn kịch câm. Cần phải điều trị. NE. Điện áp tiêu thụ là 310W. Trở kháng là 416. Và A cộng B là 86 ohm. Có khách vào. Lại là Luchman 80V. Cái này của anh Toàn ở Hà Nội các bạn ơi. Khá là mới. Vẫn còn cả thùng xốp đây. Đó. Con này chạy ngắt le. Đây Luchman L80V. Nhìn rất là mới luôn. Rắc vẫn là sáng choang các bạn ạ. Đây các bạn thấy là L80V nó nội thất bên trong nó mới như thế này. Đấy. Sắt xi vẫn óng ánh bảy màu luôn. Thế mà cũng đã diễn kịch câm rồi. Đây, con này chạy hai cặp Sonic đây. D388A và B541A. Tất cả là zin đét và rất mới. Luchman L80V của anh Toàn. Anh có tả là trước đây là chạy thỉnh thoảng hay ngắt le, nhưng mà mang ra đây thì bây giờ hiện tại là như này. Tức là có lẽ là cái triệu chứng nó ban đầu là chạy ngắt le, và sau đó là chạy bây giờ nó chạy chắc cố dùng thì nó hỏng hẳn rồi. Đây cầu chì cháy đen thui rồi này. Đó, và khi mà cầu chì mà đã cháy chập thì mình phải đo tải. Đấy. Con này là đấy, đo luôn tải tại tủ lọc nguồn đây. Đó. Đang bị chập tải rồi các bạn ạ. Đói. Chập luôn tải tủ lọc nguồn chính rồi. Thế là nguy cơ cao là cặp sò là rất đẹp, nhưng mà thế này là khả năng cao là chết sò rồi. Thế mới là đáng tiếc.
Đây đo tải chính là tụ lọc nguồn chính đã chập rồi. Và bây giờ đo trực tiếp vào sò thôi. Đây. Thông hẳn hoàn toàn rồi đây. Đó, ngược lại này. Đấy. Sò tải chập. Ký quá các bạn ạ. Cặp sò nếch đẹp như thế này mà đã chết mất rồi. Tiếc quá. Rất đáng tiếc cho một em L80V đẹp như thế này mà đã bị chết sò mất rồi. Nhưng mà nó có nguyên nhân là phần trên tiền kích có vấn đề nó mới chết sò. Đấy, lại có điện thoại rồi. Ai đây? Ai, nhìn bóng loáng này mà chết mất rồi. Tiếc thật đấy. Quá đẹp luôn. Đó. Này là phần trên này đang có vấn đề nó mới chết sò. Bây giờ phải tháo cái tải chính ra nó không chập nữa xong rồi mới sửa cái phần tiền kích. Bao giờ là điện áp bình thiên ngon lành rồi, chuẩn chỉnh rồi bắt đầu mới lắp sò vào. Đấy. Nhìn em ly đẹp này là thích móc sò rồi các bạn ạ. Nhưng mà chủ máy thì lại hơi buồn đấy. Đó. Đây nhấc hẳn ra ngoài đò. Đấy. Chập hoàn toàn luôn. Đấy. Đây con sò nếch nó đẹp như này. Khách gọi điện liên tục các bạn ạ. Đó. Đây. Nhấc hẳn ra ngoài đo làm chính xác được. Đói. Con này cũng chập hết hoàn toàn.